À, mình cứ từ từ, ai đủ duyên người ta hiểu. Còn mình truyền là mình phải có cái công thức, là phải chờ Đức Thầy Ngài xuất hiện rồi Ngài bắt cho công thức. Ok, những nhà truyền giáo có thiên tâm là phải qua những cái lớp này, bài bản này. Những nhà ngồi thiền phải nhập định. Khi họ, những người mà thông thái họ nhập định được á, thì họ mới hiểu được cái tư tưởng của mỗi người. Và đồng thời họ có thần thông để cảm hóa một cái đám đông. Dầu cho một cái người đó đó là rất là hung dữ, chưa từng biết Phật, nhưng mà gặp một vị Bồ Tát là tự nhiên cũng hiền xuống nữa. Chứ còn bây giờ mà thiên tâm mình mới có 10 chết 7, còn 3 chết 2, còn 1 nó ra Thái Bình. Chỉ mong một thôi là Kiệt đã thành công ở đời này, cha mẹ vui rồi. Nhưng mà hồi bữa đó, cách đây không bao lâu, mẹ có khen, với cha cũng khen là đạo thiên tâm bây giờ đã trên mấy chục triệu người rồi, đúng như lời hứa Phật Di Lặc sẽ ra đời. Nó có đó, âm thầm á, là trên mấy chục triệu á. Ở trong đó mấy ông bộ chính trị nhiều lắm. À, và đồng thời á, là cái gì nói á, nhìn lại, nhìn tất cả các đạo ra đời của thế gian, cái đạo nhỏ xíu nữa cũng ở bên Ấn Độ á, đạo thợ chuột hay là đạo Kỳ Na giáo mà không mặc đồ đó, mà nó cũng lưu truyền cả 10.000 năm. Huống cái đạo thiên tâm thời nay á, là Kiệt làm vậy nha, Kiệt là trong bài Kính Thiên số 2 cha nói đó, ban cho Thái tử là người lập ra năm năm lá bài, cái lá bài ngửa Kiệt là thiên tử thật, giả không có làm được. Kiệt thừa nhận ở trên cho nói cái này. Còn bốn lá bài úp, ai là Phật Di Lặc, ai là người truyền thừa của Hòa Hảo sau này, tại vì lúc đó Đức Thầy sẽ đi về trời á, thì những người nào sẽ lãnh đạo mấy mấy chục triệu tín đồ Hòa Hảo cao đài là Phật Di Lặc, đúng không? Ai là ông đó thì đó mình chưa biết, lại bài úp. Còn úp những người hôm nay á, người ta cứng đầu, người ta chống đối, người ta nói Kiệt là Phật Di Lặc. Hey, câu nào tôi nói cái đó chưa nói à, tôi cũng chưa nói Đức Thầy là sư phụ tôi là người mất tích. Còn mấy vị cao đồ mà không thích tôi kêu Đức Thầy là sư phụ thì hôm nay tôi đổi lại, tôi gọi là Đức Thầy, tại họ có quyền, đúng không? Nhưng mà họ đâu có biết những cái tiền kiếp, biết đâu tôi Kiệt là một trong 12 người đệ tử hồi đời trước của Đức Thầy làm sao, ông thanh sĩ ông này ông kia, who know. Mình không dám nói, nhưng mà chuyển thế thôi, mình nhìn thấy Đức Thầy mang thân đó, tượng Phật trùm là người Miên không biết tiếng Việt, tự nhiên biết tiếng Việt, rồi tới đứa ông sư giải bán khoai, rồi đến lúc mà cái xác cuối cùng là kêu là cậu hai á, con ông gì vừa bệnh mà vừa dốt, mà là Đức Thầy mượn cái xác vô á, là nói thơ nói văn đúng không? Ủa thiên tử không mượn cái xác phàm của Ngô Tuấn Kiệt là được à? Tư quá không? Ừ, nhưng mà khi con người chấp á, họ không bao giờ học được những cái bài học cũ. Giờ thiên tử có ông trời, Kiệt thật sự một trong 12 người mượn cái xác phàm này nó ngồi đây nói chuyện không được à? Hồi xưa cũng giống như Đức Thầy đúng không? Nhưng mà thật sự Kiệt không phải như dạng đó. Cả xác lẫn hồn đều là một, đầu thai chịu khổ, rồi lớn lên học, rồi có cái lịch sử của cái trái đất này, lịch sử của thế gian, để cha sai cái lập cái đạo, để sau này lưu truyền 3.000 năm sau nhân loại mới có lịch sử của cái đạo mình. Cả cuộc đời kia là cuốn kinh đó, sanh ra giữa trận chiến bom đạn bay đầy trời luôn á, sanh ngoài lề đường luôn nữa. Những cái chuyện đó là mấy cái bài trong đó, ai tìm hiểu thì họ hiểu. Còn bây giờ mình chỉ nói chuyện tương lai, những năm về sau, bốn cái bài úp, ai là Phật Di Lặc, ai là vua Kiệt hồi quý, còn bài úp ai là Minh Dương, bài úp đó, một đống bài úp chứ không có sân gì hết. Còn ai muốn đón xa đón gần thì á, đó là cái phước của họ, cái đón là cái trí tuệ của mình, chánh tư duy á, là trong bát chánh đạo á. Còn những người cao đồ hay là thấp đồ, sơ căn cao đồ cứng đầu, hay là Phật tử lì lợm bị mấy ông thầy nhồi sọ thì họ quá chấp, thì cái đó mình không có nói nữa, là một trong
70% mà Đức Thầy sẽ không có chấp nhận lên thuyền Bát Nhã là vậy. Giáo Thiên Tâm là thiền Bát Nhã của thời đại đó.